chương trình ạ. Dạ thưa các em, hôm nay mình hẹn nhau tới cái con đường bên này. Dạ vâng, cái vẫn là cái con đường lịch sử, nhưng mà hôm nay mình ngồi ở cái quán Phúc Long. Dạ vâng. Đây, quán Phúc Long này thấy nhiều bàn ghế của trẻ em quá, và dạ. Tôi thấy những cái quán này khá đẹp, và anh Hải Đào đi vào tính tiền thì lại nói là cái quán này họ tính tiền rẻ lắm. Dạ vâng, rất rẻ bác, thành ra dạ. Cháu mới thấy là tại sao mà cái quán mà họ đông, họ rất là đông lùm lượt như vậy. Dạ vâng, thành dạ. ra tôi nhìn cái chữ Phúc Long, Phúc Long rồi thì là Coffee and Tea. Dạ. Và cái ly cũng lớn hơn ly chúng ta. Họ nói là họ bắt đầu hành nghề since 1968, tức là năm Tết Mậu Thân đó. Vâng, năm Tết Mậu Thân nó có cái dính dấp gì tới thành ra có thể là cái trận đánh ở Phước Thành đó, trên Cao Nguyên đó. À, cũng giống như là mùa hè đỏ lửa hay là hay là cái mấy cái bà mà tổng tấn công Mậu Thân, vâng, tổng tấn công Mậu Thân mà rồi thì là bà Kiều Trinh rồi ông gì đó, ông Nick Út hay là Phan Nhật Nam gì đó, cái lúc bây giờ là ông bà này mấy ca ông gì nhỉ, ông đạo diễn làm mình nói chuyện là Vành Khăn Xô cho Huế đó. Cháu biết rồi, ông hai vợ chồng bên Việt Báo. Vâng, hai vợ chồng ông Việt Báo đó. Tự nhiên bất ngờ quá cháu quên, chứ còn hai người đó thì chắc chắn ai cũng biết tên rồi. Vâng. Nhã Ca với Trần Dạ Từ. Dạ đúng, Nhã Ca Trần Dạ Từ. Nhã Ca là cũng lấy tên của một cái của bên Thánh Kinh. Ông Trần Dạ Từ thì cũng lại là một cái người ngoại đạo, nhưng mà hình như là cũng hai người có cái định mệnh mà gặp nhau. Thành ra ông Trần Dạ Từ là một trong những cái người mà khá nổi tiếng trước trước năm 75. Ông Trần Dạ Từ thì tôi còn nhớ là trước năm 75 ông ấy làm cho Trung ương Tỉnh Báo. Và ông ấy có một cái phân nhưng tức mà gọi là sĩ đó không ạ? Cái thời gian cũng khá ngắn đây. Ông ấy ra một tờ báo, nó mang danh là tờ báo đen. Cái chữ báo đó nó có hai nghĩa, báo và newspaper, magazine, hay là con báo, con báo đen. Thành ra đấy là cái khởi đầu mà tôi biết về ông Trần Dạ Từ, Nhã Ca đó. Vậy thì một trong những cái con người mà khá sắc sảo, khá sắc sảo của thời Việt Nam Cộng Hòa. Hôm nay mình ngồi ở cái quán Phước Long này, Phúc Long. Tức là có muốn nói chạy chạy ra, nhưng mà giống như bác nói, vì bác thấy là họ nói là họ bắt đầu sự nghiệp từ năm 68. Thành ra bác nghĩ là nó có liên quan đến Phước Long, tức là trận đánh Phước Long gì đó, tỉnh Phước Long gì đó. Phước Long, Phước Thành. Rồi ở bên trong này thì tôi thấy người ta bán trà và cà phê của cái miền Cao Nguyên Việt Nam. Vâng, đây là đại lý của cái Cao Nguyên Việt Nam. Cháu cũng ngạc nhiên, thứ nhất là mình đến đây là cũng cả tháng này đúng không ạ, bắt đầu làm chương trình. Còn cái đường này thì cháu không xa lạ gì, đúng không ạ, như bác kể là ở đây là cũng mọi người đều biết cái đường này, là từ lúc mà Việt Quốc Ly đóng đô ở đây và bao nhiêu người đã đến được biểu tình, và cháu cũng từng sống ở gần đây, cháu cũng đi ngang qua đây nhiều lần lắm. Thành ra đây là lần đầu tiên cháu mua trong Phúc Long. Còn mấy bữa trước mình làm chương trình, mình chỉ thấy họ rất là đông, đúng không ạ? Mà tánh cháu thì không thích xếp hàng, không thích xô bồ. Cho dù là ngon hơn tí xíu cháu cũng không quan tâm.
Nhưng mà hồi nãy cháu vô, thứ nhất là hôm nay mình thấy tiệm vắng đúng không ạ? Mình mới ngừng lại, mình cho cũng xin lỗi tiệm, cảm ơn tiệm. Mấy bé nó trong đó nó thấy cháu khiêng bàn khiêng ghế, cháu reorganize rearrange furniture của họ. Đúng là mình không có quyền làm như vậy. Nhưng mà nếu mà mình không có dời cái bàn này, đúng không bác, thì có không có được cái chỗ giống như cháu muốn. Thành ra nhưng mà cháu thấy tiệm hôm nay vắng, thành ra cháu mới khiêng bàn ghế của họ. Nhưng mà cháu vô cháu rất ngạc nhiên là bên trong rất là đẹp, đúng không ạ? Mà họ cũng có wifi. Trên đường bắt cháu mình đến đi, cháu có nói với bác không ạ? Cháu nói cháu rất ngạc nhiên là tại sao mấy cả tháng nay, mấy tuần nay mình làm chương trình trên con đường này mà những cái quán mình vô họ không có wifi. Cháu rất ngạc nhiên. Thành ra hôm nay thứ nhất là có được cái địa điểm cũng lý tưởng, mà cái tiệm cũng rất là đông khách, mà may mắn là bữa nay thì vắng, mà cháu thấy là bán cũng rất là giá cả rất là phải chăng, nếu không nói là rẻ, thưa bác. Dạ, cháu mời bác. Vâng, cũng là có wifi. Dạ có, thành ra bây giờ cháu đang sử dụng này. Còn cái trang trí là còn cái trang trí ở đây đó là dạ. Ngoài cái bàn ghế là bên ngoài này là toàn bàn ghế thấp và trẻ thành ra mình mới khiêng tùm lum tùm la. Vâng, thế nhưng mà cái hàng rào này đó thì nó là trang trí không phải là bằng mấy cái hình nọ hình kia, mà trang trí bằng mấy cái khung xe đạp. Anh thấy thành ra cũng có cái sắc thái nét riêng. Thành ra nhưng mà cháu nghĩ đây là hình như là bên mấy em du học sinh bên Việt Nam thì hình như rất kết cái tiệm này, thành ra mấy bữa mình đến là không có chỗ, phải không bác? Đứng xếp hàng cháu thấy nườm nượp. Và cái buổi chiều là họ hát karaoke ở đây. Thành ra mới đông như vậy. Thành ra ngày như là nó cũng có dính líu gì tới Việt Nam. Hình như cháu nghe nói cái tiệm này mới mở mà có liên quan đến cái phu nhân của cái ông cà phê Trung Nguyên hay sao đó. Dạ, mà ông đó là cũng giàu nhất nhì Việt Nam đó, có cái chuỗi cà phê. Và hôm qua cháu không biết là tin vịt hay là tin thiệt mà nói là bên Trung Quốc nó bán cứ 17 ly cà phê mà người ta mua đó thì có một ly cà phê Trung Nguyên. Vâng, bác tưởng tượng nếu mà 1/10, 1/20 cái thị trường Trung Quốc là coi như là cũng bác tưởng tượng bao nhiêu tiền. Nó là cả 1.5 tỷ người uống cà phê. Cháu không biết là cháu chưa có xác minh cái phối kiểm cái tin đó, nhưng mà cháu đọc trên mạng Facebook là như vậy. Vâng, thành ra mình mới thấy là cái bước chân của cái người Việt Nam ngay kinh doanh nên họ cũng đã chiếm lĩnh một cái phần thị trường của thế giới. Thành ra và cái cà phê Trung Nguyên mấy cái gói mà người ta vẫn bán đó. Cái cà phê mà ba thứ đó pha sẵn đó, vâng, pha sẵn đó thì tôi thấy là những cái gói đó đó nó đề là chữ G7 nó mà nó hình là cái búa liềm tôi thích cái này, nhưng mà mình mới thấy rằng thì là để cháu coi lại như là vậy là bắt quăng bom như vậy là không biết ngô kỹ cây này sẽ xử ra sao. Vâng, thưa anh, thành ra cái cà phê này theo theo cái suy nghĩ của tôi đó, tức là cái cà phê này được sản xuất và để mà chào mừng cái đại hội của Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ 7. Thế là bác cần quăng bom á. Thưa bác, cháu không biết là cái này là cà phê Trung Nguyên hay là cà phê nào, hay là Vina cà phê. Nhưng mà hồi xưa giống như cháu có kể với bác cái thời gian cháu còn mà hay giao du với cái nhóm toàn là bác sĩ với nhà sĩ dược sĩ đó, thì cái anh chàng này cũng là cháu không nêu tên, mà cả gia đình hết 3-4 anh em toàn là bác sĩ với dược sĩ không à. Rồi cưới chồng cũng là bác sĩ mà chuyên khoa không à, tức là anh rể thì chuyên khoa tim, em của ảnh là cũng bác sĩ, rồi ảnh là chuyên khoa về ung thư. Mà cái lúc đó thì ảnh mới ra trường thôi, nhưng mà ảnh có nói với cháu, tức là giống như bạn bè bác, ảnh nói ảnh thích cà phê mà pha sẵn của Việt Nam lắm.
thì có thể lúc đó anh mới ra trường thì lương chắc cũng 300-400 ngàn năm, chứ trong ý bây giờ cái thời giá bây giờ lương anh cũng phải gần 1 triệu là 600-700 ngàn năm rồi. Mà một người bác sĩ bên Mỹ chuyên khoa về ung thư, kính thưa quý vị, mà nói là rất thích uống cà phê pha sẵn của Việt Nam, cà phê gói á. Thành ra đó là bởi vậy cháu mới nói là mặc dù từ đó giờ cháu lại không uống. Cháu không biết là vì vấn đề cái trong vô thức mình tẩy chay hay là gì hay cháu không biết. Nhưng mà cháu bây giờ cũng gần 60 tuổi rồi, nhưng mà hình như cháu không có tự cho mua cái cà phê pha sẵn của Việt Nam, cũng không có tự pha uống, hình như có một lần lâu lắm rồi. Cháu có mua một hai lần cái bịch mà nó không phải là cái bịch dày, mà nó là giống như cái bịch mà nó làm theo cái kiểu đứng đứng gì nè bác. Mua một hai lần mà nó pha trong cái ống á, chứ không phải trong cái túi. Dạ. Thì có một hai lần cháu mua, không biết phải của Việt Nam hay là của nước nào, nhưng mà một hai lần thôi, hình như của Đại Hàn hay sao. Nhưng mà từ đó giờ thì cháu mặc dù rất là nghèo nhưng mà cháu không có mua cái đó. Nhưng mà như bác nói như vậy thì cháu nghĩ là theo cái cháu thấy mà mấy em xếp hàng ở đây nè, với cái người bác sĩ đó nói cháu, thì cháu nghĩ là cái sản phẩm đó, nhất là nghe nói ông cà phê Trung Nguyên này ổng là bạc tỷ rồi, ổng rất là giàu. Thành ra cháu nghĩ là như vậy cháu cũng rất mừng cho Việt Nam, tức là có sản phẩm đúng không ạ, có được thế giới đón nhận. Vừa rồi thì Khởi Đào nói cái Vina cà phê mới về đó mà. Thì mình thấy rằng thì là thế giới ngày tàu ngày tiếp nó cũng 3-4 cái thứ cà phê nó mang ra nó cạnh tranh, nhưng mà cạnh tranh không nổi với cái cà phê Trung Nguyên. Không nổi với cà phê Trung Nguyên, bởi vì là Trung Nguyên cái gu của nó đã ngon rồi mà nó lại là rẻ nữa. Thành ra tôi cứ thắc mắc, tôi cứ hơi buồn là tôi thấy rằng thì làm sao mà một cái sản phẩm của Việt Nam, của cao nguyên trung phần của Việt Nam, một trong những các cái ngoài cái cà phê và cao su thì là một trong những các cái vốn quý của Việt Nam, của miền cao nguyên Việt Nam, mà họ bán quá rẻ. Họ bán quá rẻ. Tôi cứ nhớ tới cái câu mà cánh vàng đi đổ sông Ngô, đêm nằm tư tưởng đi mò sông Thương. Nhưng mà đây mới là cái giá mà muốn chiếm lĩnh thị trường thế giới là phải chấp nhận sắp hàng và chấp nhận cái thách thức đó, bán rất rẻ và ngon thì không có cái cách nào mà mới len vào thị trường thế giới được. Dạ vâng bác, nếu về hôm bữa này bác cháu mình lạc đề đúng rồi, nhưng mà sẵn mình làm luôn cái chương trình vậy đi, thì cháu nói là mặc dù là cháu không biết trong vô thức hay là trong gì đó, thì từ đó đến giờ cháu không có sử dụng, không có cố gắng đi ủng hộ hay là quảng bá gọi là khuyến mãi cho sản phẩm Việt Nam, nhất là cà phê đúng không ạ. Nhưng mà như bác nói như vậy thì cháu cũng rất mừng, tức là cháu như bác dùng cái từ như vậy, tức là mình nhìn có cái tầm nhìn, nó gọi là vision đúng không ạ, nhìn về tương lai xa đó, thì mình phải thấy được là cái thương hiệu hoặc là cái sản phẩm đúng không ạ. Mà khi mà cái thương hiệu hoặc là cái sản phẩm, tức là cà phê Việt Nam, tức là nói luôn là nguyên vật liệu cái hạt cà phê đó, mà được quốc tế đón nhận, mà mình cạnh tranh trên thị trường, mà mình đánh bật được những cái gu phòng mặt, tức là những cái người chế biến cà phê khác đó, để mình giành được thị phần đó. Mà bây giờ là nghe nói là cà phê Việt Nam là hạt đó phòng mặt, xuất đi cũng có hạng trên thế giới rồi, cạnh tranh được với Nam Mỹ rồi này kia rồi, thì cháu rất mừng đúng không ạ. Cái đó là một cái đẳng cấp mà từ xưa đến giờ mình chỉ mơ ước thôi đúng không ạ. Và cháu như vậy thì cháu rất mừng. Nhưng mà như bác nói là cái chính là vừa ngon đúng không ạ, vừa rẻ. Nhưng mà cho cháu thêm một phần nữa là cháu thấy như bác cháu mình hay đi uống cà phê ở Gypsy đúng không ạ, thì cháu thấy là Gypsy đó là hầu hết những cái người có máu mặt ở đây, tên tuổi mà gọi là những cái giới mà truyền thông báo chí cháu thấy đều có mặt ở đó hàng ngày. Vâng. Đúng không ạ, nếu không nói là cuối tuần ra thì Bá Quang Văn Võ là đều có mặt hết. Nhưng mà cháu rất tiếc, sẵn Khải không có ngại gì, sẵn hôm nay Khải nói luôn, có mất lòng thì chịu thôi. Nhưng mà cháu có một lần cháu order xin tố bơ,
mà cái anh ánh pha cho cháu, cái cậu bé nó pha cho cháu đó bác, mà cháu ngồi ngay trước mặt nó nhìn, mà nó pha xong nó cầm cái muỗng nó quậy quậy cái gì đó, cái bình xay sinh tố xong á, nó múc lên, nó gì bác, nó múc lên, nó múc ném thử, múc luôn á bác, chứ không phải là chị đó, múc xong rồi cầm luôn cái muỗng đó, nó múc ngược lại ra cho cháu. Thì cháu thấy là đó là chưa kể những lần cháu lên, cháu thấy là gọi cái ly trà đá mà gọi 5-7 lần, gọi cho đến lúc mà mấy tiếng sau cháu về rồi cũng chưa đưa ra được cho cháu ly trà đá nữa. Thì cái đó là một cái sự cháu nghĩ là có thể là người Việt Nam mình hay có cái tánh như vậy đó bác, là khi mà bắt đầu mà có khách rồi, bắt đầu là coi như là ỷ lại, có phải không ạ, chủ quan ỷ lại hoặc là coi thường khách, nghĩ nó là mày là cái gì, tao ở đây cả trăm khách hàng ngày, tao đâu có phải mất thời gian để mà lo lắng cho mày. Mà trong khi đó cháu thấy là trong cái tiệm này là về vấn đề trang trí trình bày rất là mới lạ, hiện đại, đúng không ạ, sạch sẽ, khang trang, mà cháu thấy cái cách tiếp đãi của họ cũng rất là lịch sự, rất là lễ phép, nhân viên mặc đồ đồng phục đàng hoàng, thấy sạch sẽ, chứ không phải như cái tiệm Gypsy mà cháu thấy là mặt mày giống như là cái kiểu mà mới đi chơi banh, mới đi đâu về rồi xong rồi muốn ra là nhiều khi mà mình đến cầm quăng cái thực đơn mặt mình hay lắm, hất hàm nhìn mình, đúng không ạ, tức là không có coi mình ra gì hết. Thì rất tiếc là cháu nghĩ là từ giờ trở đi có lẽ là cháu phải công khai cháu trình bày như vậy để tẩy chay những cái tiệm mà nó phản ánh bác, nó phản ánh cái văn hóa, cái trình độ của mình. Mình là người tị nạn, mình nói là mình là người gốc Mỹ rồi, chỉ có gốc Việt thôi, đúng bác, mà mình quản lý một cái tiệm mà so với một cái tiệm mà như bác nói, người ta gần như người ta có một cái quan hệ, nếu không nói là người ta giống như nhận là người ta là một cái tiệm Việt Nam, đúng không ạ, tức là một cái chi nhánh, bác hiểu chứ không ạ, mà như vậy thì quá nhục nhã, quá xấu hổ, bác hiểu không ạ. Bây giờ mình suốt ngày mình chửi Việt Nam là lạc hậu, là tâm tối, là khỉ Trường Sơn, mà vô một cái tiệm của Việt Nam, thương hiệu Việt Nam, bác hiểu chứ không ạ, mà người ta văn minh, người ta lịch sự, người ta sạch sẽ, người ta khang trang, trong khi mình là ở Mỹ 50 năm rồi mà mình vẫn hành xử, vẫn điều hành như một cái xó xỉnh nào đó ở chất cà đao, thì cháu thấy như vậy thì không thể chấp nhận được, và cháu mời bác. Vâng, thành ra mình mới thấy rằng thì là cái cạnh tranh của nước Mỹ nó khốc liệt ghê lắm. Yeah. Và do đó mà mình mới thấy rằng thì là cái cà phê G7 đó nó đã len vào được cái thị trường của Mỹ. Yeah. Với bao nhiêu những các cái khó khăn và hy sinh và gọi là thua lỗ để mới bám vào được cái thị trường đó. Yeah, đó, và tôi cho rằng thì là đây mới là một trong những các cái mà đây là một trong những các cái mà tin tưởng cái bài học này đã để nói sang một cái chuyện khác. Yeah. Ví dụ như là cái ông Nguyễn Tú A vẫn thường ngồi, vợ chồng ông Nguyễn Tú A và Hà Loan với ông Nguyễn Tú A vẫn ngồi với tôi với cà phê Factory đó. Yeah. Thì ông ấy là một trong những người mà nổi tiếng là cái gì ông bà cũng đi đầu hết. Ồ, dạ, dạ. Lúc bây giờ lúc tôi qua đây là ông Đỗ Đình Xuân chẳng hạn, chủ tịch cộng đồng của Việt Nam mới là gì đó cả. Yeah. Thì ông nói chuyện là Nguyễn Tú A là một trong những người mà cái gì cũng đi đầu hết. Yeah. Thế thì ngồi ở cà phê Factory thì tôi mới hỏi Nguyễn Tú A rằng thì là tôi nghe nói rằng thì là anh có nhập cái năm 60 mấy đó. Yeah. Anh về anh đã có nhập cái tấm tôn mà để trên mái nhà mà nó gọi là sunny cái gì đó. Cái tấm tôn mà để lấy ánh sáng mặt trời đó. Yeah. Yeah. Cái solar panel. Vâng. Yeah. Thế thì Nguyễn Tú A bảo rằng thì là Hoa có làm cái đó. Yeah. Hoa có nhập cái đó, nhưng mà đi qua Singapore. Yeah. Bây giờ nó đi qua Singapore, Singapore thì nó mua cái đó ở Singapore. Yeah. Thì Singapore nó
nó nói rằng thì là cái này tối tân quá, chúng mày chưa được dùng. À, vâng, cái anh thành ra nó mình mới thấy rằng thì là đấy, cái trật tự của thế giới đó là nó cũng vô cùng là hỗn láo, không ạ? Tức là cái câu mà Nguyễn Tu A nói đó, để mà biết rằng thì là dùng cái tấm tôn mặt trời đó, và cái đó nó vô cùng thích ứng đối với lại khí hậu của Việt Nam vân vân, mà nó nói là mày hãy dùng than đá, mày hãy dùng những cái thứ mà ô nhiễm, chứ mày chưa được dùng cái cao cấp này. Thành ra thế giới nó hỗn láo như vậy. Do đó mình phải thấy rằng thì là nếu 30 tháng 4 chúng ta có nổi loạn, chúng ta có giành được cái chúng ta có làm cái cuộc cách mạng sớm chăng nữa, chúng ta trách Lê Duẩn giết chăng nữa để mà thống nhất đất nước, thì tôi thấy rằng thì là đấy mới là cái công lao, một trong những cái công lao để mà giải phóng đất nước và cả hai miền về một mối. Vâng. Thưa anh Thành Giác, có những người mà nói rằng thì là có những người mà nói rằng thì là cái chuyện mà Việt Nam chia đôi đất nước ở vĩ tuyến 17 mới lại vĩ tuyến 16 đó là do những các cái nó gọi là một trong những các cái giai đoạn của lịch sử mà nước Việt Nam phải chia đôi. Và tôi còn nhớ rằng thì là ông Ngô Đình Diệm, thủ tướng Ngô Đình Diệm, trong một cái dịp nào đó thì ông ấy đứng ở bên bờ sông Bến Hải, ông ấy nói rằng thì là đây là tuyến đầu của thế giới tự do. Ông ấy nhận cái công của ông, cái sứ mạng của ông ấy là đây là tuyến đầu của thế giới tự do, và bên kia cái Bến Hải, tức là một nửa bên kia nó là đất nước thù hận của chúng ta. Đấy mới là cái mà tôi vẫn thường nói cái câu mà nuôi hận thù đó. Đấy mới là cái mà do đó mà để mà đi xa hơn một tí thì ông khi mà người Mỹ bắt đầu thay đổi chính sách, chuyển trục về Đông Nam Á, chuyển trục về gì đó, thì ông Ngô Đình Diệm, người em của ông ấy là Bào Huynh của ông ấy, người em của ông ấy là cố vấn Ngô Đình Du đó, thì ông Ngô Đình Du coi như là một trong những các cái bộ não của cái chế độ Ngô Đình Diệm. Thì ông Ngô Đình Du, ông ấy đã nhen nhúm, ông ấy nhìn thấy cái vấn đề, và ông ấy mới dưới cái danh nghĩa là đi vào rừng đi săn, rừng Cát Linh hay rừng gì đó tôi không nhớ, đi săn để mà vào gặp Phạm Hùng, tức là đại diện của miền Bắc Việt Nam ở trong Nam, cái tướng Phạm Hùng đó. Thành ra thì tất nhiên là có những móc nối nọ kia đó, cái thành ra đó nhưng mà người Mỹ thấy rằng thì là cái việc mà cái cục diện của Đông Dương nó chưa tới lúc cho nên ông Ngô Đình Diệm bị lật đổ, và cả hai người em của ông ấy cũng bị chết. Thành ra cái lúc bây giờ chúng tôi mới không phải là nói đùa, nhưng mà chúng tôi nói cái ác liệt của thế giới đó, cái vấn đề chia đôi đất nước Việt Nam nó là cái cục diện, cái bàn cờ thế giới lúc bấy giờ, chứ còn thì
người Mỹ có vào giúp Ngô Đình Diệm hay là về sau giúp ông Nguyễn Văn Thiệu chăng nữa, để mà củng cố cái chiến tuyến của thế giới tự do, chứ không phải rằng thì là mày được người Mỹ ủng hộ mà mày bây giờ tự dưng là thằng Nam Bắc Việt Nam là chúng mày ôm chầm lấy mau, chúng mày yêu nước, chúng mày bỏ cái sứ mạng mà người Mỹ giao cho mày đấy mới. Và do đó tôi mới thấy là anh em ông Ngô Đình Diệm đó, ông Ngô Đình Du với gì đó bị giết cả gia đình, bị giết cả gia đình. Mình mới ngẫm lại cái ngẫm lại cái chuyện cũ, ôn cố chi tân, ôn lại chuyện cũ, nhớ tới cả để mà biết cái chuyện mới. Hôm vừa rồi là có một cái chương trình nào mà cái anh nào anh ấy mắng tôi là trong cái chương trình nào mà anh mắng tôi là cái ông Cường này, ông ấy là cái giai đoạn lũ lẫn mà ông ấy cứ nói đi nói lại mãi cái chuyện cũ, phải không ạ? Thành ra cũng nhân đây để mà tôi cũng cảm ơn rút cái suy nghĩ về cái lời phê bình đó. Nhưng mà tôi cho rằng thì là cái điều mà tôi nói về những các cái chuyện cũ đó, ôn cố chi tân đó, nói chuyện cũ đó, không phải là chuyện thừa đâu, và cũng không phải là chỉ nói một lần đâu, phải nói hoài mà người ta vẫn chưa chấp nhận. Thành ra đây mới là một trong những các cái khoảng cách giữa cái tầm lãnh đạo, cái suy nghĩ của những người lãnh đạo với lại của quảng đại quần chúng, và nhất là của cái truyền thông, của cái truyền thông mà tôi gọi là bọn nuôi hận thù đó, cái truyền thông đó thì nó nghênh ngang và nó hỗn láo nữa, thưa anh. Cái truyền thông nó hỗn láo. Bây giờ mà tôi thấy các nhà truyền thông nó tôi thấy là bắt đầu là nó lên nước rồi, nó coi như rằng thì là tao cho mày một ân huệ, được tao phỏng vấn, được tao cho mày lên đài, một cái thái độ hỗn láo như vậy, một cái thái độ hỗn láo như vậy mà bởi vì là thượng bất chính hạ tắc loạn, cái người trên mà cái người trên mà không giữ được cái uy tín của mình, không giữ được cái vai trò trưởng thượng của mình, do nên cái bọn truyền thông nó mới hỗn láo như vậy. Cũng giống như là nó biệt biệt cả tổng thống Donald Trump, phải không ạ? Rồi thì ông ấy phải mở một cái kênh khác, thì tôi nhớ rằng thì là cái một cái anh mà bây giờ cũng là cái anh mà cũng một cái anh mà dạo trước cũng rạch giá rạch giết với tôi đó, thì anh ấy lại nói kháy với tôi trong cái họp của cái hội anh em thân hữu rạch giá Kiên Giang với gì đó, thì là anh ấy cũng nói bây giờ anh ấy lên nước rồi, anh ấy trong cái cuộc mà đại hội nào đó đó thì anh ấy phỏng vấn tôi trong cái đại hội đó, thì anh ấy phỏng vấn tôi và tôi thấy rằng thì là anh ấy như là anh ấy cho tôi một ân huệ, không ạ, một ân huệ. Rồi một cái lúc khác thì anh ấy lại làm một cái xăng tan, một cái coi như gì cả, có biết thầy có biết cái cô Giang Minh Nguyệt không, một cái cô học trò của tôi ở Rạch Giá đó,
và coi như rằng thì là anh ấy mang ra anh bắt bí tôi rằng thì là tôi có lỗi lầm gì đối với lại cái cô học trò Giang Minh Nguyệt không ạ? Thành ra nhân đây tôi mới thấy rằng may mắn là cô Giang Minh Nguyệt hãy còn sống ở đây. Vâng, và cái anh nhà truyền thông mới này đó thì chúng ta anh nghe cô Giang Minh Nguyệt thì về sau cô cũng lại lấy một người ở trong lớp một cái anh Minh biết gì đó vân vân thì tôi thấy thì là cả một cái tỉnh Rạch Giá cái lớp học trò cái lúc mà tôi dạy học ở Rạch Giá đó là lúc nào cũng rất quý thầy không ạ, rất quý thầy. Thế thì nếu mà có cái chuyện gì khuất tất trong cái vấn đề cô Giang Minh Nguyệt thì học trò nó tới qua bên Mỹ này nó có cái gì mà nó tại sao nó vẫn còn giữ cái niềm kính trọng không ạ? Thành ra tôi cũng nhân đây để mà gửi một cái thông điệp, gửi một cái truyền thông lại, không phải là để mà cải chính cái gì, nhưng mà nó có những các cái giai đoạn của lịch sử và người ta gọi rằng thì là biết một mà không biết hai, hay là chỉ nhìn một cái góc cạnh này góc cạnh kia đó mà đã bắt đầu lên trò dạy đời, lên trò dọa nạt. Tôi thấy rằng thì là nó buồn cười quá. Nếu vậy nói về truyền thông, cháu không muốn nói truyền thông dòng chính mà cháu muốn nói qua cái truyền thông YouTube. Thì bác có nhớ là bác nói là qua cái thời đại kỷ nguyên 4.0 này, đúng không ạ? Mạng xã hội đó thì nó tạo cái điều kiện để cho là ai cũng có thể trở thành nhà truyền thông, ai cũng có thể trở thành bộ trưởng bộ thông tin. Nhưng mà thưa bác, trong một cái lần cháu tự tản mạng đó thì cháu có dùng cái từ hôn quân và hôn dân, có nghĩa là một ông vua, đúng không ạ? Mình có quyền lực trong tay bao trùm thiên hạ, thì nếu mà mình chỉ biết là nghe sàm nịnh, đúng không ạ? Mình u mê, mình không có những cái quyết định sáng suốt mà mình sử dụng những cái kẻ nịnh thần, đúng không ạ? Thì dạ, thì mình sẽ bị gọi là hôn quân và cuối cùng cái triều đại của mình nó sẽ bị coi như là tàn lụi, đúng không ạ? Thì bây giờ cái mạng xã hội này cũng vậy, cái mà gọi là cái người mà gì bác, tức là cái người mà gọi là nắm quyền đó không phải là một cá nhân mà nó gọi là một cái tập thể, đúng không ạ? Gọi là khán thính giả, đúng không ạ? Một cái tập thể. Nhưng mà nếu mà dùng chữ tiếng Anh nó gọi là entity á, cái tập thể đó cũng gọi là một cái thực thể, đúng không ạ? Thì cháu gọi là khán thính giả. Nhưng mà nếu mà khán thính giả khi mà mình ủng hộ một cái kênh nào đó, đúng không ạ? Thì gần như là mình ủy quyền, mình giao cái quyền lực, mình biến cái kênh đó, cái người làm cái kênh đó trở thành, đúng không ạ? Một cái người mà có rất, đúng không ạ? Có rất nhiều quyền lực thì không khác gì một ông vua. Ông nghe như bác nói là sử dụng nịnh thần, nghe lời xàm tấu, một cái thằng hề thôi mà nó làm cho mình cười thôi, mà mình lẫn lộn, mình đi sử dụng nó giống như một người, giống như là thay cho một ông tể tướng, thay cho một người cố vấn, đúng không bác? Tức là mình là vua, thay vì mình phải nghe cái lời can gián, nghe lời cố vấn từ một người có trình độ, có đạo đức, có hiểu biết, thì mình lại nghe lời một cái thằng hề. Thì cái đó gọi là hung quân, phải không ạ? Thì ý cháu nói đây, khán thính giả cũng vậy. Mình ý cháu nói mình phải phân biệt được những cái kênh nó gọi là entertaining, đúng không ạ? Cái kênh nó giải trí, nó làm chọc cười để mình tiêu khiển, mình mua vui. Mình có thể mình ủng hộ nó, những lúc rảnh rỗi mình vô xem, nó có cả triệu view, cả trăm triệu view, đúng không ạ? Nhưng mà mình phải hiểu cái đó là cái vấn đề không khác gì một cái, xin lỗi, đắc kỷ với chủ vương, đúng không ạ? Tức là họ giải khuây cho mình, họ làm cho mình sung sướng, thỏa mãn. Nhưng mà đến những cái chuyện đại sự quốc gia, những cái issue, những cái vấn đề nghiêm trọng, nghiêm túc, quan trọng, đúng không bác? Thì mình phải sử dụng đúng người, mình phải gọi là nghe lời
những chuyên gia, những người có lương tâm, có trách nhiệm, có trình độ, đúng không á? Còn cái chuyện lúc mình muốn giải trí mua vui là chuyện khác, chuyện nào ra chuyện đó, người nào phải sử dụng cho đúng nơi đúng lúc. Ý cháu nói đây là cái truyền thông đó, cháu nghĩ bây giờ á, cháu gọi cái khán thính giả người Việt mình á, nếu vậy hóa ra mình là hung dân, bác hiểu không? Tức là mình cũng đang lẫn lộn, mình lẫn lộn giữa cái là ồ cái người có nhiều view là nó trở thành truyền thông, nó trở thành cái nguồn cung cấp thông tin, nó trở thành cái người cố vấn, đưa ra những cái quyết định hướng dẫn mình, họ giống như họ mua thuốc cũng nghe lời những người đó, họ bỏ phiếu cũng nghe lời những người đó, bác hiểu chúng ta thì không khác gì một cái thằng hung quân mà chuyện quốc gia đại sự mà nghe lời mấy thằng hề. Cháu mời bác. Vâng, thành ra nó mới là trở nên hỗn láo thế anh. Dạ đúng, dạ. Nó trở nên hỗn láo thế, nhưng mà vừa rồi anh có đề cập tới hai cái. Dạ. Là entertainment. Dạ. Mấy lại hè. Dạ. Thế thì thì bây giờ ví dụ như là cái truyền thông hải ngoại này đó. Dạ. Tôi thấy là người ta bắt đầu người ta len lỏi vào yeah. Cái nào cái chương trình nào cũng là entertainment mà. Dạ đó, cháu mới nói lẫn lộn. Vâng, thế nhưng mà bây giờ là nó ăn khách. Thì đó. Ví dụ như Lộc Trần, ví dụ như gì yeah. Nào ngàn niềm vui, ngàn cái này cái kia. Yeah. Tức là nó lợi dụng cái khe hở nó đi vào để mà giải trí, nhưng mà nó lại làm chuyện chính trị để mà câu view, rồi thì là quay ra dạy dỗ nhà cầm quyền Việt Nam, đè đầu đè cổ và nghĩa là coi như rằng thì là đây mới là một trong những các cái nó lưu manh hóa cái vấn đề chính trị. Dạ vâng, thưa bác, có phải là cái chuyện Thụy Hữ cũng vậy, mà Tam Quốc Chí cũng vậy, có phải là khi mà ông Tần Thủy Hoàng, đúng không ạ? Ông qua đời là cái đám gì? Cái đám mà gian thần, hoặc là cái đám mà hồi xưa là mấy cái người mà bị cung gọi là gì bác? Mấy cái tay mà thái giám. Dạ, hoàng quan. Đúng không ạ? Thì giống như cháu nói, hồi xưa cái vai trò quý vị là phục dịch, đúng không ạ? Là trung thành với vua, cần cung cấp mỹ nữ, gái, gú hay là ăn uống gì đó, tìm những thú vui, vật lạ. Còn cái chuyện quốc gia đại sự quý vị biết con khỉ gì, đúng không ạ? Bởi vậy cháu mới nói là lẫn lộn cái vai trò, đúng không ạ? Nhiều bác nói tụi bay lạm dụng cái niềm tin, lạm dụng cái sự yêu mến, đúng không ạ? Người ta là fan của tụi bay, nhưng mà xin lỗi, quý vị phải phân biệt được, quý vị là giải trí, còn qua làm chính trị mà quý vị nói là đưa ra những cái hoạch định sách lược là cái chuyện tào lao. Nó trở nên lừng. Dạ. Đừng thành ra nó mới thành ra là cái bọn bán hàng giả. Dạ vâng. Vâng, thưa anh, thành ra mình mới thấy rằng thì là vấn đề là mình cần phải suy nghĩ cái thời buổi này, cái thời buổi cái truyền thông mà cái kỷ nguyên 4.0, ngoài cái vấn đề mà mỗi một YouTuber nó là một bộ trưởng bộ thông tin mà mình vẫn thường nói rồi. Thế nhưng mà một mặt khác thì nó lại là một trong những các cái người mà nó câu được nhiều view, dạ đó. Câu được nhiều khán thính giả. Nhưng mà họ lẫn lộn cái nhiều view với cái, đúng không ạ? Với cái gọi là cái vai trò của họ. Đúng, bác cháu nói vai trò của quý vị có thể có cả mấy triệu view, nhưng mà cái vai trò giải trí là quý vị cứ việc là giúp vui cho quảng đại quần chúng. Còn cái chuyện mà vẽ ra sách lược đấy, phải như vậy, phải uống thuốc này, phải làm cái kia, lại là chuyện khác, có phải vậy không ạ? Vâng, thưa anh, cái chuyện mà thành ra mình mới thấy rằng thì là đi qua đất nước Mỹ, một cái nền văn hóa nó khác hẳn, và nhất là trong cái giai đoạn này của thế giới đó, nó có những các cái khúc quanh quá lớn để mà
để mà chúng ta phải rất là dè dặt, rất là dè dặt. Dạ vâng, nhiều bác khi là chúng ta lẫn lộn đó. Thành ra cái mà cháu nghĩ nó đưa đến cái vấn đề mà nó đang gây ra tranh cãi mấy ngày hôm nay, đúng không ạ? Tức là cái chuyện Ngô Kỷ cháu sẽ quăng bom sau, nhưng mà ít nhất Ngô Kỷ là cái vai trò của anh ta hoạt động chính trị, liên quan đến chính trị, Chí Phèo chụp mũ vu khống là mấy chục năm nay ai cũng biết rồi, đúng không ạ? Nhưng mà bác nghĩ sao về cái vấn đề mà bây giờ luật sư Nguyễn Văn Đài ra muốn liên kết với những cái kênh mà giống như cháu nói là có thể có cả triệu view, mấy trăm ngàn người đăng ký. Nhưng mà đối với cháu, cái lý do họ có triệu view, có mấy trăm ngàn người đăng ký là không phải vì trình độ, không phải vì tầm nhìn, không phải vì kiến thức sách lược đúng đắn của họ, mà chẳng qua là họ đáp ứng được cái thị hiếu của khán thính giả. Đúng không ạ? Nhưng mà bây giờ ông Đài, ông kêu là ông sẽ tập hợp những người đó để lật đổ Cộng sản. Thì bác nghĩ sao về cái sự kiện ông Nguyễn Văn Đài gần đây? Vâng, cái chữ mà ông ấy cũng không nói một cách ngắn gọn rằng thì là ông ấy sẽ lật đổ Cộng sản hoặc là tranh đấu với Cộng sản. Vâng, coi như là thành ra sáng hôm nay, ngày hôm nay thì tôi mới đọc cái mà Khải Đào hôm vừa rồi mới nhắc tôi rằng thì là xem cái ông luật sư Nguyễn Văn Đài mấy gì đó thì tôi mới coi thì nó lại tình cờ là có một cái anh nó gọi là Nam Tây Đô TV ở Việt Nam còn rất trẻ. Vâng, và nó mang ra nó diễu nó mang ra nó diễu và nó mang ra là như là ông Ngô Kỷ đánh nhau với lại cái ông luật sư vân vân. Anh ra bây giờ nó đã tới lúc mà nó bão hòa nó bão hòa hàng thật hàng giả. Bây giờ nó tới cái giai đoạn là bắt đầu trên cái con đường mà dẫy chết, trên cái con đường mà thoái hóa nó đi thì nó không dám nhận. Chắc mình chờ cái xe này đi qua. Dạ vâng, mời bác lập lại cái câu hồi nãy. Trên cái con đường mà nó thoái hóa đó thì đây mới là cái vấn đề mà nó đòi hỏi không những là tầm nhìn mà nó còn phải cái đòi hỏi cái lương tâm có tầm và có tâm. Cái con tim của anh đó, anh nghĩ gì? Chứ còn anh chỉ là một thằng bồi bút, anh chỉ là một cái thằng lợi dụng cơ hội chủ nghĩa, anh chỉ là một cái này đó, rồi thì là anh quảng cáo, anh bán thuốc thuốc này thuốc kia, anh lên đó, thì theo tôi thì tôi thấy nó buồn cười là cứ suốt ngày lên bán cái thuốc này tốt lắm, thuốc kia tốt lắm, và xin 10 người gọi vào, 10 người đầu tiên gọi vào rồi mua 3 tặng 1, rồi bán hành bán tỏi giặt trừ bắt bệnh đồ này kia. Vâng, thưa anh, cái thành ra đó cái thành ra đó mà bây giờ cụ thể nhất đó là cái chương trình Tân Tú Quỳnh. Cái chương trình Tân Tú Quỳnh thì cái người mà dẫn đầu ở trong cái Tân Tú Quỳnh đó thì lại tôi thấy là một cái nhà truyền thông cũng rất là cồng cành là cái ông Đinh Quang Anh Thái. Tức là có tên tuổi có số má đó. Vâng, ông ấy Đinh Quang Anh Thái bây giờ đó ông ấy không còn ở các cái đài phát thanh rồi thuê nhà thuê đất nó tốn kém. Bây giờ thì rút lui vào cái Tân Tú Quỳnh. Và ở trong đó thì vừa là cái đài phát thanh, vừa là bán các cái đồ mỹ phẩm, đồ mỹ phẩm tốt đắt tiền, Vui Tông rồi thì thế này thế kia đó, thì tôi cho rằng thì là đây là cái lúc mà tôi gọi cái chữ gọi là chịu phép
chịu và gọi là bắt đầu thu vén lại, bắt đầu chấp nhận cái sự thật. Cho nên tôi thấy cái ông Đinh Quang Anh Thái là một cái nhà truyền thông lớn mà bây giờ núp vào cái xó xỉnh của cái Tân Tú Quỳnh để mà có cái truyền thông hàng ngày, rồi thì là bán cái đồ này đồ kia đó, thì tôi vẫn có cảm tình với cái anh Đinh Quang Anh Thái, nhưng mà tôi thấy rằng thì là cái Tân Tú Quỳnh đó, tôi thấy rằng là cái người của Đinh Quang Anh Thái đó, nó cồng kềnh quá, bây giờ nó chui vào cái xó của cái này đó, thì tôi cũng thấy rằng thì là không biết là ông Đinh Quang Anh Thái có nghĩ về cái thân phận của mình đã tới lúc mà thu về một mối, đã tới lúc mà thu về để mà đã tới lúc mà không còn huênh hoang bán hàng giả một cách hỗn láo nữa, mà bây giờ đã biết cái thân phận của mình. Từ nay mình mới kịp tới là tôi không biết là lấy hứng ở đâu, mà hôm vừa rồi Tết Trung Thu thì mà mấy thằng con tôi mới để gì đó nó mời ông nội ông điếc lại phá cỗ phá kiếp đó, thì nó cứ phàn nàn về cái câu chuyện mà tôi lên mấy cái đài hay là tôi trả lời mấy cuộc phỏng vấn đó, thì nó than phiền, nó nói thôi giờ này thì ông nội bố nghĩ tới chuyện hậu sự thôi, bố còn bon chen gì nói những cái chuyện này chuyện kia đó. Thế nhưng mà tôi cũng may là có cái lần mà chuyến trước mình có nói với nhau đó, thì Khải Đào nói rằng thì là bởi vì rằng bác có một cái quá trình lịch sử, bác cái quá trình chứng đó, nhân của lịch sử, chứng nhân, thành ra đó, tôi được bênh thì là không nói thì ai nói. Vâng, thưa bác, với sẵn bác nói về cái chuyện của bác thì cháu xin phép cháu nói thêm là như hồi nãy bác có nhắc đến vấn đề ông Đinh Quang Anh Thái đúng không ạ? Thì cách đây hình như mấy tuần cũng ở cái tiệm này gần đó, bên cạnh, thì cháu có nhắc đến ông Nguyễn Xuân Nghĩa đúng không ạ? Thì một người là một nhà truyền thông gọi là dùng chữ lão luyện thì hơi quá, nhưng mà là có thâm niên công vụ đúng không ạ? Cũng có số má, cũng có, nói chung là một người truyền thông thực thụ đã hành nghề lâu năm ai cũng biết, rồi một nhà kinh tế gia, một học giả, một người cũng là cháu của Nguyễn Văn Linh đúng không ạ, là cũng một người là có số má, có trình độ, hiểu biết, có tên tuổi. Nhưng mà nếu mà nói bây giờ trên cái thị trường YouTube, trên cái thị phần YouTube, nếu nói về số lượng view thì có phải như bữa cháu nói không ạ, thì ông Nguyễn Xuân Nghĩa ông so với một cái anh học lớp 3 trường làng thì không có bằng 1% phần ngàn của họ đúng không ạ? Thì bây giờ như bác nói, nếu về ông Đinh Quang Anh Thái cũng vậy, bây giờ hóa ra bây giờ mình lại đi mình tranh đua, mình đi đấu với một, những cái đám mà như vậy trên YouTube, bác hiểu chứ không ạ, để mà giành thị phần, để mà là tranh view. Thì giống như hôm bữa cháu có nói, có phải như là một thời gian bác vẫn chấp nhận làm việc với cháu, mình làm chương trình với nhau liên tục mấy năm nay đúng không ạ? Mặc dù có những lúc cái chương trình của mình có vài chục view đúng không ạ, rất, cháu xin lỗi, rất là nói là embarrassing, rất là xấu hổ, rất là nhục nhã cho cháu giống vậy cho bác đúng không ạ? Nhưng mà mình trước sau như một, có phải bác đồng ý với cháu đúng không ạ? Bác nói không có phải vì như vậy mà mình chạy theo view đúng không ạ? Không phải mình thay đổi cái cách làm việc của mình, bây giờ mình bon chen, mình cũng bắt chước tụi nó để mình cạnh tranh tiếng Anh đó bác. Cái lớp mà căn bản của báo chí nó dạy mình á, là khi mình viết báo thì mình phải đâm đao, mình viết ở cái trình độ lớp 3 thôi thì quảng đại quần chúng người ta mới đọc được, bác biết chuyện đó đúng không ạ? Chứ còn mình viết ở cái trình độ đại học, mình viết cao quá thì chỉ có đồng nghiệp, chỉ có những cái người có kiến thức, có những người tri thức, người ta mới gọi là thẩm thấu được đúng không ạ? Còn quảng đại quần chúng người ta đọc, người ta sẽ rất là nhức đầu, tại vì người ta không hiểu được hết những cái thông điệp của mình đúng không ạ? Thì hóa ra nếu mà bây giờ ông
Đinh Quang Ân Thái, ông Nguyễn Xuân Nghĩa, nếu bây giờ cũng muốn làm YouTube, muốn có thị phần trên YouTube, hóa ra họ cũng phải đâm đao nè, bác hiểu chứ, là cũng phải là hạ mình xuống để trở thành một cái thằng chăn trâu, một cái thằng lôn côn đầu đường xó chợ, du thử du thực, cũng khoa tay múa chân, cũng nói chuyện tào lao để cho lớp ba trường làng, cho những chị gọi là ngồi lê đôi mắt đầu hẻm cuối xóm, người ta đồng tình với mình để có view có like cả, bác hiểu chứ, thì cái đó là cháu muốn hỏi bác là bây giờ, bởi vì hồi nãy đầu chương trình cháu mới dùng cái từ hôn dân đó, đúng không ạ? Bây giờ người dân người ta u mê, cái thị hiếu người ta là như vậy. Bây giờ mình là nhạc sĩ, mình là họa sĩ, không lẽ mình phải vẽ tranh, mình phải sáng tác nhạc, đúng không ạ? Để cho quảng đại quần chúng người ta chấp nhận. Thì cháu, ít nhất cháu với bác mình là mình đã nói là mình vẫn duy trì các cách làm việc, cái những cái chủ đề của mình, đúng không ạ? Hoặc là bác muốn nói sao bác nói, trước sau như một. Dù cái view mình có lúc nó xuống còn có mấy chục view, đúng không ạ? Mình không quan tâm. Thì cháu muốn hỏi bác, nếu vậy thì bác nghĩ sao về cái thị trường YouTube như vậy? Cái gọi là cái mạng xã hội YouTube á, nó có khiến cho người ta vì chạy theo view, vì muốn có thị phần mà người ta phải đánh đổi cái giá trị, gọi là gì đó bác, tức là bỏ, tức là phải bỏ rơi cái nguyên tắc cái ấy mà đâm đao đó bác, tức là phải hạ mình xuống để mà chạy theo view, chạy theo like không? Vâng, thành ra cái mà cái vấn đề là mình ở trong một cái giai đoạn nó gọi là chẳng đặt đừng. Dạ. Vâng, chẳng đặt đừng. Và tôi nhớ tới có lẽ là cái bước quẹo của lịch sử, cái nơi mà người ta nói rằng thì là cái ván bài lật ngửa đó, tới giờ này đó, cái ván bài lật ngửa thì chỉ có những cái kẻ trình độ thấp thì nó dương dương tự đắc, dạ, nó không biết xấu hổ, chó nhảy bằng đồng đó, vâng, dạ. Nó không biết xấu hổ, dạ, tiểu nhân đắc chí, cho nên cái hồi mà cách đây bao nhiêu năm thì trong nước hay là mấy gì nó nói là cái thằng này nó không biết xấu hổ, cái thần kinh mắc cỡ mà nó không có, dạ, cái mặt dày mày dạn, dạ. Tức là muốn nói gì nói miễn sao có view là được, người ta thích là nó nói thôi, nó bất chấp là hôm trước nó nói cái gì hoặc là con người nó ra sao. Vâng, anh thành ra mình mới bắt vào cái chương trình vừa rồi, cái ông luật sư Văn Đài với lại ông Ngô Kỷ đó. Dạ, dạ. Thì tôi thấy rằng thì là cái phố Bonsa TV của cái anh Vũ Hoàng Lân đó, bây giờ coi như là một trong những các cái nó có một cái chỗ đứng khá lớn. Dạ đúng. Dạ. Thế thì thì hắn ấy mới đầu thì hắn ấy cộng tác lúc đầu thì là cũng lâu rồi đó, thì cộng tác với tôi trong cái câu chuyện là chuyện chính trị bên bàn cà phê. Yeah. Đó. Thế nhưng mà khi mà hắn ấy coi như rằng hắn ấy tìm được một cái chỉ tiêu, một cái đường lối mới đó, thì hắn ấy cái motto của hắn ấy nói rằng thì là chuyện không có gì không thể hỏi. Hắn ấy tìm được một trong những các cái mà tôi cho rằng đây là một cái đường lối gãi được đúng cái chỗ ngứa của thời đại. Đời xưa thì mình còn nói bức xúc bức xúc thế này thế kia đó, nhưng mà cái phố Bonsa TV Vũ Hoàng Lân đó, bây giờ hắn ấy nói được thì là không có chuyện gì không thể hỏi. Thế thì nhưng mà nhìn thế thôi, nhưng mà tại sao tôi muốn nhìn xa hơn, tôi cho rằng thì là cái thời đại này đó, nó là một cái thời đại nó không còn là bức xúc nữa, nó là xưng tội. Tôi còn nhớ cái lúc mà mình vào tòa giải tội đó, lạy cha xin cha
làm sếp cho con vì con là kẻ có tội. Ngay cái câu đầu tiên khi mà trình bày đó là con là kẻ có tội. Rồi thì là đây là những điều con nhớ được, những điều cái gì đó còn những điều con không nhớ được. Và cái hồi đó đó mình cũng nhìn thấy cái hồi đầu mà mấy ông cha đó là ông ấy đập tòa giải tội ông ra ông có, tại vì mày ăn thịt ngày thứ sáu à, tôi buồn cười lắm mấy ông cha Tây mà hồi trước mày muốn mày là con quỷ mày mọc nuôi ra thành ra nó có những cái buồn cười, cái bức xúc đó. Thế nhưng mà cái mà cái tuyên ngôn, cái mà lời nói đầu tiên khi vào xưng tội đó thì phải xác nhận rằng vì con là kẻ có tội. Và rồi thì đằng sau đó rồi là cũng lại bắt đầu nói dối, bắt đầu che đậy, bắt đầu bởi vì rằng thì là mà đó đổ lỗi cho hoàn cảnh, đổ lỗi cho bạn bè nó mời con, rồi thì là con cái này thế kia đó. Thì anh thành ra mình mới thấy rằng thì là cái mà ít nhất ít nhất thì tôi thấy rằng thì là những người mà ở Đài Lít Tân Sài Gòn tôi cho rằng thì là đại đa số, nếu không nói là tuyệt đại đa số là người Công giáo. Vâng. Và tôi cho rằng mấy cái người đó, cái người đó là từ hồi mà ông Vũ Quang Linh lập đài đó. Vâng. Cái hồi đó cô khi ấy em còn thơ ngây đó. Đôi mắt chưa vương lệ nhòa mấy gì đó thì là thì ông Vũ Quang Linh cái lúc bây giờ cái đài bắt đầu nó lên lắm tôi nhớ rằng thì là có những cái lúc mà tập hợp ở cái nơi của ông ấy là tôi thấy là phải làm cái sạp để mà cho mấy khán thính giả vào dự trong mấy cái lễ hội lớn của cái đài Lít Sơn Sài Gòn của ông Vũ Quang Linh đó. Rồi thì ông Vũ Quang Linh ông ấy khoe rằng thì là những người mà vào quảng cáo nghĩa là ông phải gạt đi không hết và phải sắp hàng để mà chờ được quảng cáo. Thời hoàng kim của radio đó. Vâng, thời hoàng kim của radio đó thì thế còn bây giờ thì hỡi ơi. Vâng, hỡi ơi bây giờ nó xẹp như một cái quả banh. Nó xẹp. Cháu nghe nói bây giờ TV quảng cáo một cái spot chỉ có 10 đô la thôi bác. 30 giây chỉ có 10 đô la. Đúng à. Đó. Thành ra mình mới thấy rằng thì là nhìn thấy mà cái Tân Tú Quỳnh mới là cái ông Đinh Quang Anh Thái mà chui vào cái hang đó, chui vào cái hang đó thì mình mới thấy rằng thì là cũng tội nghiệp. Mình cũng không nói là đáng kiếp, nhưng mà chắc họ cũng hiểu được cái thời thế bây giờ là cái vấn đề là cái quan trọng là dám thú nhận là lỗi tại tôi. Trước là tôi đã nói là cái bọn Lý Tân Sài Gòn này nó vẫn chưa thú tội, không ạ? Người ta nói rằng lỗi tại tôi, mọi đàng là người ta đấm ngực người ta thì nó đấm ngược người bên cạnh. Đấy là cái tội của Little Sài Gòn hiện tại bây giờ.